Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay 20 tháng 9 chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật gì nhé. Vào sáng ngày hôm nay 20 tháng 9 thì những cái tên cuối cùng trong dàn lineup sẽ chính thức tham gia vào lễ trao giải AA 2019 đã chính thức được công bố. Dàn lineup bao gồm toàn những tên tuổi nổi tiếng ví dụ như là Super Junior, GOT7, NewEast và Snooper là những nhóm nhạc nam sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 tới để dự AA 2019. Và bên cạnh những cái tên đình đám trên thì AB6, TXT, Stray Kids v.v. cũng sẽ đến Việt Nam lần đầu tiên để tham dự AA 2019. Hiện tại thì dàn lineup của lễ trao giải này đã được công bố xong với những tên tuổi đình đám của showbiz Hàn Quốc. Rất nhiều người đánh giá rằng với một lễ trao giải mới 4 năm tuổi và lần đầu tiên được đưa ra nước ngoài như AAA đã quy tụ được dàn idol như vậy là có thể chấp nhận được. Lễ trao giải AAA 2019 sẽ được tổ chức vào tối ngày 26 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội dưới sự dẫn dắt của 4 MC bao gồm Lee Tuck, Super Junior, Lim Jeon và Nancy Momoland và cuối cùng là An Hyo Sup. Sau khi khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng khi mà đăng tải những bức hình mặc nội y và đi shopping sang chảnh tại châu Âu thì mới đây Ngọc Trinh lại tiếp tục bị tố là đạo nhái concept của một nữ người mẫu nổi tiếng tại Nga. Tuy nhiên thì Ngọc Trinh không đanh đá để đáp trả cộng đồng mạng như cách mà từng đáp trả của Vũ Thu Phương mà chỉ phản ứng lại bằng cách là đăng tải một đoạn clip cận cảnh bộ trang phục gây tranh cãi khiến cho ai cũng phải trầm trồ. Ngay sau đó thì Ngọc Trinh cũng đăng tải thêm một đoạn clip thả dáng trên ban công khách sạn có view siêu đẹp trong một bộ bikini liền thân từ thương hiệu Gucci. Với body chứ danh của mình, nuột nà và gợi cảm không thể chê vào đâu được thì việc Ngọc Trinh đạo nhái cũng không còn là điều cư dân mạng quan tâm nữa. Mới đây thì một đoạn video đã bị cộng đồng mạng đồng loạt tẩy chay và bấm report do có nội dung hết sức kỳ cục. Cụ thể là video này thì có tựa đề là 1 tuổi với 23 tuổi, được đăng tải lên một kênh của YouTuber có tên là L với nội dung là dàn dựng những trò đùa nguy hiểm của bé gái 1 tuổi để chôn một nam thanh niên 23 tuổi. Cụ thể là YouTuber L này đã bị cháu bé dùng búa nhựa và gói bim bim để đánh vào đầu. Sau mỗi lần bị đánh thì L đều giả vờ nằm gục xuống đất và bất tỉnh. Và một tình huống khác khi mà L đóng vai đang bị đau bụng thì cô bé 1 tuổi mang những dụng cụ y tế là đồ chơi ra để khám. Tuy nhiên thì cô bác sĩ nhí này lại có thêm một đạo cụ, đó chính là cục phân giả làm bằng nhựa, nhiều lần vô tư đã đưa cho bệnh nhân để ăn. Và việc đưa cục phân giả cho L thì được cô bé 1 tuổi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Đáng chú ý nhất là trong tình huống cô bé đang chơi trò chơi nấu ăn thì bị L làm phiền. Ngay lập tức cô bé này đã cầm ổ điện ở dưới đất và dí vào tay L. Nam thanh niên này thì cũng đã giả vờ bị điện giật và nằm vật ra đất dãy giụa. Dù biết là toàn bộ tình huống trong đoạn video trên chỉ là dàn dựng và giả vờ, tuy nhiên thì với một video dành cho thiếu nhi với nội dung như vậy thì thật sự là quá phản cảm và không hề phù hợp, hoàn toàn có thể khiến cho các em nhỏ làm theo và gây nguy hiểm. Trên mạng xã hội thì hiện tại cộng đồng mạng đã đồng loạt ném đá video này và kêu gọi report. Với một lượng report cực khủng từ cộng đồng mạng nên video trên đã nhanh chóng bị bay màu trên kênh YouTube của L. Tuy nhiên thì video trên vẫn đang xuất hiện trên một vài kênh YouTube khác. Để chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia và Indonesia sắp tới đây thì ngoài những cái tên mà đã rất quen thuộc của U23 Việt Nam thì huấn luyện viên Park Hang-seo mới đây thì đã triệu tập thêm những cái tên mới cho danh sách 32 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Với những cái tên đã quá quen thuộc ví dụ như là Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Lâm v.v. thì những cái tên mới xuất hiện trong danh sách bao gồm Võ Huy Toàn, Ngô Hoàng Thịnh, Mạc Hồng Quân, Tô Văn Vũ, A Hoàng, Nguyễn Công Thành cùng một số những cầu thủ có phong độ tốt ở V-League 2019. Tuy nhiên thì Văn Quyết là một cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2019 vẫn tiếp tục vắng mặt trong lần này. Theo lịch thì đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân bắt đầu từ ngày 22 tháng 9 tới đây đến ngày 16 tháng 10. Cho đến ngày 10 tháng 10 thì đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà và ngày 15 tháng 10 sẽ là chuyến làm khách tại Indonesia. Dự kiến thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ vào ngày 7 tháng 10 tới đây. Được biết thì toàn bộ hơn 20.000 vé được bán ra trong trận Việt Nam-Malaysia sắp tới đã được người hâm mộ mua hết chỉ trong 3 phiên mở bán vé bắt đầu từ ngày hôm qua 19 tháng 9. Sau khi chia tay vì lý do là ngoại tình ngay trong nhà thì mới đây nam ca sĩ Lương Bằng Quang và hot girl Ngân 98 đã rộ lên tin đồn là gương vỡ lại lành khi mà cả hai đã lộ những hình ảnh đang đi du lịch cùng nhau. Có thể là cặp đôi bất ngờ check-in cùng một lúc tại Đà Lạt với cách tạo dáng tương tự như nhau.
Sau khi mà những hình ảnh của cả hai được đăng tải lên mạng xã hội thì nhiều người cho rằng rất có thể là cả hai đã lành và đang cố gắng nối lại tình xưa. Tuy nhiên thì giữa lúc mọi sự chú ý đổ dồn về Ngân 98 và bạn trai thì cô nàng bạn thân là Mon 2K tiếp tục lên tiếng trách móc. Theo cô thì cô ngầm cho rằng bản thân bị dắt mũi vòng vòng mấy tháng nay và cho biết là cô sẽ không chấp nhận chuyện này. Đứng trước tin đồn trên thì Ngân 98 cho biết những hình ảnh trên là trong chuyến du lịch chung với bố mẹ nuôi, và bố mẹ nuôi của cô thì lại rất thân với nam ca sĩ Lương Bằng Quang nên là đã rủ anh đi cùng luôn. Vô tình thì gặp nhau nên cô và nam ca sĩ vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường, và cả hai thì đều có sở thích là chụp hình nên đã cùng chụp cho nhau qua lại, và đồng thời khẳng định là không hề có chuyện cô quay lại với người cũ. Theo thông tin từ ban quản lý của khu du lịch sinh thái Tràng An cho biết thì phim Trường Công Đảo Đầu Lâu sẽ được tháo dỡ bắt đầu từ ngày hôm nay 20 tháng 9 để đảm bảo cho phát triển bền vững của khu du lịch và quần thể danh thắng Tràng An. Cụ thể là khoảng 40 túp lều kiểu thổ dân và công trình liên quan đã bị tháo dỡ. Việc tháo dỡ thì cũng đồng nghĩa với việc là tuyến số 2 và số 3 của khu du lịch không còn điểm tham quan phim trường nữa. Được biết thì việc tháo dỡ này thì được cho là theo khuyến nghị của UNESCO, bởi các công trình này thì nằm trong vùng di sản. Theo bà Hường là trưởng ban văn hóa UNESCO tại Việt Nam đã cho biết, UNESCO không ngăn cản các hoạt động sáng tạo, nhưng mà những hoạt cảnh hư cấu tại làng thổ dân thì đang bị sai lệch với những giá trị cốt lõi của di sản thiên nhiên Tràng An. Bên cạnh đó thì sức nóng của bộ phim đã giảm sau 2 năm ra mắt, cho nên là đến thời điểm hiện tại thì mọi việc tháo dỡ là vô cùng hợp lý. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức của ngày hôm nay, gặp nhau cuối ngày 20 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai.